Thưa quý vị và các bạn, và tôi nghĩ rằng là trong những cái chuyến đi của Winwin Việt Nam, đây là một cái chuyến đi mà các khán giả của Winwin Việt Nam mong đợi nhất. Và ngay bây giờ các bạn đã nhìn thấy một nhân vật mà hầu như tất cả chúng ta đều rất mong đợi, đó chính là đại đội trưởng Hồng. Và tôi thì cứ gọi anh là đại đội trưởng, mặc dù là sau này anh lên to hơn như thế nhiều. Hôm nay chúng tôi có mặt tại nhà riêng của anh Hồng ở phường Bằng Na, quận Đồ Sơn, Hải Phòng đấy ạ. Tôi nhìn thấy Đồ Sơn đã rất gần đây rồi. Chúng tôi đang ngồi trong một cái căn nhà cũng khá là khang trang, và tôi được biết rằng đây là căn nhà tình nghĩa của anh Hồng. Và đó cũng là một cái điều mà có lẽ cũng như tôi, khán giả sẽ rất là ấm áp khi biết rằng người cựu chiến binh của chúng ta khi về với đời thường có những khó khăn đã được sự giúp đỡ của đồng đội. Và hôm nay thì trong một cái buổi chiều đông, anh thử vào xem là hình như cháu làm gì á. Vân ơi, đừng có âm thanh gì nó kêu quá nhá, đừng có nặng xém. Thế rửa bát hay sao? Và bây giờ là cuộc chuyện trò của chúng tôi. Em chào anh Hồng. Vâng, chào chị. Vâng, trước tiên thì em cũng rất là cảm ơn anh đã đồng ý tham gia chương trình với Winwin Việt Nam. Và chúng ta cũng mới chia tay không lâu đúng không anh? Vâng, một tháng này rồi. Dạ, và cũng sắp sửa lại gặp lại. Vâng. Hôm nay gặp anh ở đây, trước hết thì chúng em cũng muốn được thăm sức khỏe của anh, và cũng muốn được tận mắt nhìn thấy cuộc sống gia đình của anh. Vâng, thì khi mà thấy một cái cơ ngơi như thế này thì em nghĩ là mình cũng tạm, có thể gọi là tạm yên lòng. Vâng. Và trong cái buổi thăm anh hôm nay thì ngoài cái việc thăm hỏi thông thường ra thì em cũng có một số điều rất là muốn biết và rất là muốn được anh kể. Đó là cái giai đoạn mà thực ra qua nhiều hồi ký của các cựu chiến binh mặt trận Tây Nam thì nó cũng có rất là nhiều cái điều mà em nghĩ rằng là anh sẽ là người biết được. Đó chính là cái giai đoạn trước cái cuộc tấn công giải phóng Phnom Penh của mình. Cái giai đoạn mà từ sau giải phóng miền Nam, sau giải phóng mà sư 7 của anh là sư tiếp quản, làm công tác quân quản. Dạ, làm công tác quân quản thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó là sang đến cái cuộc chiến tranh biên giới. Thì trong cái thời gian đấy thì em rất là muốn anh chia sẻ với khán giả của Union Việt Nam về cái tình hình của đường biên ngày đấy. Rồi vì sao mà lại có thể là có những, cũng có nhiều ý kiến cho rằng là mình không nên tham gia vào cái cuộc, không nên phát động cái cuộc chiến tranh đấy, mà mình chỉ nên giữ cái đường biên của mình. Thực ra câu hỏi này em cũng đã đặt ra với một vài cựu chiến binh, nhưng mà em tin là mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Vâng, thì anh có thể chia sẻ về cái điều này, tức là cái cuộc chiến tranh đó là cuộc chiến tranh bắt buộc, vì sao? Thì anh có thể chia sẻ được. Bây giờ tôi có thể nói với chị như thế này, theo nhận thức của tôi thôi. Anh cầm đi. Vâng, theo nhận thức của tôi thì có thể xin nói với chị và nói với khán giả như thế này. Tôi cho rằng ấy, cái cuộc chiến tranh mình đối với đất ca đấy, với bọn Hun Bốt ấy, là bắt buộc mình phải cầm súng chiến đấu để mà tiêu diệt bọn Hun Bốt. Không còn con đường nào khác. Vì tất cả mọi người đều biết trong cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ đất nước mình rất là khó khăn. Vừa vượt qua cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam xong, chưa kịp ổn định tình hình kinh tế mà vẫn còn trong giai đoạn bao cấp. Nói chung cái tình hình kinh tế chính trị chung của đất nước mình lúc đấy là rất khó. Thế nhưng mà đảng mình buộc phải tổ chức cái cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Đó là một cái điều, tôi là người trong cuộc ấy, tôi có thể nói là một cái điều bắt buộc. Bắt buộc phải cầm súng, không còn con đường nào khác cả. Mà lúc đầu chúng tôi còn nghĩ là có thể
trung ương mình có thiếu cảnh giác không, mà để tình trạng địch nó tràn sang nó mổ bụng moi gan dân mình ở toàn bộ cái dọc tuyến biên giới dã man như vậy. Chúng tôi là những người chứng kiến mà. Khi mà được lệnh, chúng tôi đang huấn luyện ở sông Bé mà được lệnh của trên mà điều động cái sư đoàn 7 lên trên biên giới Tây Ninh. Và chúng tôi chứng kiến những cái cảnh mà dân mình bị mổ bụng ngoai gan ấy, thì không ai cầm được nước mắt. Mà lòng căm thù, tôi nói lúc đấy không ai là người Việt Nam có thể buông súng được. Nhìn thấy cảnh đồng bào mình bị mổ bụng ngoai gan thì không ai buông súng được. Thế và chúng tôi cứ nghĩ là sao này trung ương mình mất cảnh giác hay không mà này để hở biên giới như này, để nó tràn sang nó mổ bụng ngoai gan dân như này. Đấy. Thì đây là một cái âm mưu rất thâm độc và rất sâu cay của bọn buôn bốt với đại quan thầy của nó. Chứ còn tôi nói nếu bản thân thằng buôn bốt thì nó không dám bén mảng đụng đến Việt Nam. Nhưng mà vì nó có quan thầy nó hỗ trợ nó, cho nên là nó thực hiện một cái âm mưu chiến lược, âm mưu thâm độc. Mà muốn tiêu diệt mình, cho nên là nó mới tràn sang nó làm những cái hành vi dã man như vậy. Thì đấy tôi nói, cho nên là ai ở trong cuộc thì phải thấy tình hình như thế thì mới biết rằng là tại sao đảng phải điều quân sang, nhà nước phải điều quân sang. Bởi vì nếu không sang thì nó cứ tiếp tục như thế, mà nó không những nó nấn ở biên giới, mà nếu ta lúc đấy buông lỏng có thể nó còn đánh sâu vào đất ta, chứ không phải không. Thế cho nên là tôi nói nhắc lại với chị cái ý là, với khán giả cái ý là cuộc chiến tranh này là phải bắt buộc phải cầm súng để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ nhân dân, không còn con đường nào khác, không có lựa chọn nào khác. Thế còn nếu mà nói về chị nói về cái cuộc chiến tranh này mà đối với cá nhân tôi đấy, thì tôi đã hôm trước tôi đã trình bày với chị, tức là tôi lúc bắt đầu giải phóng miền Nam xong rồi tôi đang là một trung đội trưởng, một đảng viên. Tôi vào đảng từ tháng 10 năm 74. Thế nhưng mà khi mà xin ra quân không cho ra thì nó hững ở cái chỗ là mình đã xin đầy đủ công việc để vào thành phố Hồ Chí Minh công tác rồi. Thế ông ấy xốp lại không cho mình ra và cuối cùng ông khai trừ đảng. Thì tôi nói với chị là trước cái bước ngoặt đấy thì tôi cũng có nấn cấn và bị khai trừ đảng và xuống coi công đường làm chiến sĩ. Nhưng mà tôi vẫn xác định là mình đã hoàn thành cuộc chiến tranh giải phóng đất nước rồi, không thể đảo ngũ mà về quê hương được. Mà phải bám lấy đơn vị, cho dù người ta đối xử với mình thế nào cũng phải bám chặt lấy đơn vị. Thế và trong một cái giai đoạn lịch sử ác nghiệt nhất đấy thì tôi xin xuống đơn vị chiến đấu. Thì tôi nói với ông chính viên tiểu đoàn đấy là bây giờ anh nên đánh báo cáo với đảng ủy trung đoàn là tôi xin xuống đơn vị chiến đấu. Và tôi chiến đấu đến lúc mà nếu mà cuộc chiến tranh này tôi sống tôi về là cái tốt, mà hy sinh cũng thôi, chứ tôi không còn một tư tưởng gì khác. Cho đến lúc này là tôi khẳng định với ông là tôi không còn tư tưởng gì nấn cấn gì cả. Thì báo cáo với chị là bối cảnh như vậy và điều kiện của cuộc chiến tranh nó như vậy. Thế còn quá trình xuống đơn vị thì Lê Hiếu nó cũng viết nhiều rồi, nhưng mà tôi chỉ nói với chị mấy cái ý thế này. Khi mà tôi xuống đơn vị làm chiến sĩ vận tải một thời gian ấy, thì bắt đầu khi mà tôi hạ quyết tâm tôi xin xuống để nhận nhiệm vụ đi, thì đảng ủy trung đoàn quyết định đưa tôi xuống làm đại đội phó ngay, từ chiến sĩ xuống đại phó. Thế đại phó thì chúng tôi giải quyết mấy cái việc như thế này. Một là đơn vị lúc bây giờ các anh biết là chốt ở một cái vùng đầm nước, mùa không mưa, cho nên là hầm hố của lính ta là đều ngửa nổi được chim hết. Cho nên mỗi một quả DK nó bắn vào một cái hầm tiền tiêu, chúng hầm tiền tiêu mình là phải chết 3 đồng chí, hy sinh 3 đồng chí. Thế chúng tôi nghiên cứu cái cách làm sao để cho bộ đội đỡ hy sinh. Thế thì tất cả những anh em của 209 đều biết cái bài học của chúng tôi lúc bây giờ là hàng đêm xuống nằm với bộ đội và tâm sự với anh em, và yêu cầu mỗi một ngày các đồng chí đắp dày cái hầm nổi lên 20-30 phân. Mỗi một ngày, cứ hôm nay thì nghĩ vì bố mẹ, ngày mai nghĩ vì vợ con, ngày kia thì nghĩ về đồng đội, cứ đắp dày thêm nó ra để cho khi DK nó bắn vào thì ta đỡ thương vong. Bởi vì anh nằm ở cái hầm mùa mưa mà anh đào sâu xuống thì không đào được, buộc anh phải đắp nổi, cứ DK xuyên vào là chết ba ông. Thế mà chính vì chúng tôi huấn luyện, chúng tôi động viên bộ đội đắp hầm như thế, cho nên cái lực lượng của chúng tôi nó đỡ thương vong hơn và chúng tôi không bị bật chốt. Đấy. Tại sao mà khi tôi xuống làm cán bộ đại đội thì không bị bật chốt là vì mình phải nghiên cứu cách đánh thực tế ở cái mặt trận đấy nó như thế nào để mình giải quyết được cái tình huống đó. Thế còn những ông cán bộ tôi nói, ví dụ như ông chưa kinh nghiệm chiến đấu, ông vào trường lục quân ông vào,
ông chỉ huy là cứ chạy thôi, chạy là chỉ huy thế, chỉ huy này cái hầm Tiền Tiêu có ba ông, thế khi mà địch nó cho mấy thằng nó vào nó hô xung phong thì ông cứ bắn ra, thế thằng DK xét ở cái tầng 2 nó mới phát hiện thì ánh chớp nó phang vào, thế là cứ trúng hầm vì công nghe nửa ra là ông để cho nó tạo ra cho nó bắt mục tiêu bắn vào đấy. Thì chính như chúng tôi làm, chúng tôi nghiên cứu nghĩ cái cách nào để đối phó với địch để mà giữ được chốt. Mà chị biết là mấy tháng rời nằm chốt ở bên ấy, bộ đội hoàn toàn ghé nở hắc nào hết, bởi vì nằm ở dưới hầm nước đấy, nằm ở dưới hầm nước, chỉ có đơn vị thứ hai nên nó thay thì ông về sau ông tắm mà thôi, còn nếu không ông cứ nằm phải nằm như thế, ông ngoi lên thì ông chết đấy, cứ lúc nào ông nước cứ có thể ngâm như thế này để bảo vệ cái vì nuôi mình nóng sang đất địch mấy cây số mà bị chốt mà. Đấy, cho nên là tình hình nó rất là căng thẳng và ác liệt. Và tôi có thể nói với chị là khi tôi làm đại đội trưởng lên đến đại đội trưởng đại đội 2 đấy, được ít ngày là tôi đại đội phó đại 1 xong, người ta điều cho tôi sang làm đại trưởng đại 2 mà như đi hiếu lâu viện ấy. Mà chưa đánh mở cửa mở để chưa giải phóng Đông Bay ấy. Tôi có thể nói với chị tôi làm đại đội trưởng nhưng tôi không biết mặt chiến sĩ như thế nào. Ví dụ 9 giờ đêm hôm nay nó điều với tôi là 9 thằng tân binh hay 10 thằng tân binh, trong đêm đấy nó chết khoảng 7-8 thằng, có những trận chết hết cái số vừa đưa vào. Thì lại bảo ông Văn Thư là thôi ông ghi hai cốt tên tuổi các anh em vào xác của anh em rồi để cho bận tái ta cáng về. Chứ thực ra mình đã biết mặt ở đâu, 9 giờ đêm đến thì 5 giờ sáng, 4 giờ sáng đã phải chuyển xác về phía sau. Cứ như thế. Và tôi nói cái này thì sau này chị có cho vào băng hay không thì quyền của chị. Nhưng mà xảy ra cái tình trạng là bộ đội và cán bộ mình ác liệt và hy sinh nhiều, đẻ ra cái câu chuyện tự thương. Có nhiều đồng chí là không giữa cái sống với cái chết, đấu tranh không được, tự bắn vào thân mình để bị thương, để tìm cách về tuyến sau. Mà tôi là một cái tay cán bộ đại đội, có thể nói rằng nghĩ cách nào, làm thế nào để cho bộ đội mình không tự thương. Đêm bỏ trong từng hầm, gặp từng đồng chí, động viên. Thế và nếu như mà có những cái đồng chí mà mình rất tin tưởng, có thể là cái ông trung đội trưởng ở đấy chết rồi, nó là chiến sĩ rất gan dạ, đánh nhau nhiều trận giỏi rồi, thế bảo thôi tạm thời đồng chí tôi xin lệnh trên sau, nhưng tạm thời đồng chí phụ trách cái trung đội này, thì ngay đêm hôm mình điều nó lên làm trung đội trưởng, quyền trung đội trưởng ấy nó tự thương luôn. Thế là điều khi mà nó về tuyến sau mà người ta báo y tá, người ta quân y người ta báo lại cho tôi là cái đồng chí đấy của anh về là tự thương, bởi vì người ta quan sát, người ta rửa cái vết thương và người ta khám nghiệm, người ta biết cái viên đạn AK này bắn ngay ở bên cạnh người ông chứ không phải là địch ở ngoài bắn vào đấy. Thế cho nên có những cái trường hợp mình cực kỳ tin tưởng thì chính cái đồng chí ấy trong đêm hôm đấy, để tôi nói chị thấy cái tình hình ác liệt ở cái thời kỳ mà Sư đoàn 7 chốt chặn ở tuyến biên giới nóng sang đất bạn mấy chục cây, 20-30 cây trong mình chốt đấy, để mà cầm chân địch, để mà đồng thời là cái mục đích thứ hai là để đẩy cái lực lượng pháo binh nó sâu vào, để nó không có ra sát đường biên để nó bắn vào tận thị xã Tây Ninh được. Đấy. Cái thứ ba là để cho cấp trên nghiên cứu cái phương hướng cách đánh và làm như thế nào. Đấy. Mà cái sườn bảy phải răng hàng ngang ra, be cái tuyến, cái tỉnh sở riêng của miên, của thời kỳ đấy nó ác liệt đến. Thế còn sau cái giai đoạn, hết cái giai đoạn đấy thì bắt đầu khi mà tấn công, mở cửa, đánh qua cầu Đôn So, rồi đánh vào Bờ Nây Nhây, đánh vào Phà Niếp Nương, rồi đánh vào Đông Vinh. Thì lúc bây giờ mình đi theo cái kiểu hành tiến rồi, xe tăng, thiết giáp, rồi cơ giới, cho nên là nó cũng từ đấy đi nó đỡ, vì địch nó tan ngay. Khi mình tổ chức tấn công thì địch nó tan ngay, có nghĩa là mình hành tiến sau khi mà phá vỡ cái tuyến cầu Đôn So thì cầu Bờ Nây Nhây nữa, thì là vào Đông Vinh là đi một nẻo, là vượt qua phà là đi một nẻo vào Đông Vinh, không có sự cản trở nào của địch. Và khi chúng tôi vào Đông Vinh thì tôi có thể kể với chị một cái ý này, vào Đông Vinh là không có một con người nào, không có ai để mà hỏi mà đây có phải Đông Vinh không. Thậm chí chúng tôi là đại đội trưởng mà ngồi giải bản đồ ra, bảo mẹ trên nó lệnh cho mình là phải vào đến Đông Vinh, nhưng mà sao trong cái thành phố này nó cứ thấp thấp thế này thì không biết có phải Đông Vinh không. Thế là đang ngồi cãi nhau thì có một cái tay tác chiến của bộ đi đến, là bảo công cãi nhau cái gì, mà chúng tôi chưa biết đây có phải Đông Vinh không, mà điểm chúng tôi đến là phải Đông Vinh, mà chúng tôi đi vượt qua cái cầu này rồi,
Mà cầu này thì trên bản đồ thì đúng là cầu Sài Gòn rồi, thì đây phải là Đông Bay rồi, nhưng mà tôi trông thành phố này nó không phải thủ đô, trông nó thấp lắm, nhà nó 2 tầng thôi. Mà chứ thưa nó có cái nhà nó xây kiểu biệt thự. Thế ông bảo bây giờ các anh không phải cãi nhau gì cả. Anh cứ đi rẽ theo cái đường này xuống khoảng độ hơn 1 cây nữa mà anh nhìn thấy cái nhà ông ấy có sẵn, cái nhà ông ấy chụp cái nhà hoàng cung ở trong cái ảnh rồi. Nếu đúng thì ông thấy cái nhà này thì là Đông Bình, không phải cãi nhau. Thế và lúc đấy thì chúng tôi xác định đấy, thấy là Đông Bình rồi thì bắt đầu mới biết là mình đã đến cái mục tiêu cuối cùng. Thế báo cáo chỉ tinh thần chung như vậy. Quay lại cái giai đoạn mà ở biên giới mà khi anh kể là anh bắt đầu sang đại đội 2 ấy, mà tình trạng cái hầm tiền tiêu của mình trong một cái tình trạng mà sau đó thì anh cho đắp cái hầm nó dày hơn lên ấy. Thì trước đấy em có nghe nói là anh nói là khi mà nó bắn vào hay là nó gì đấy nó khiêu khích thì ta ở trong bắn ra thì là lộ cái mục tiêu, và từ đấy là nó phía sau hỏa lực nó sẽ bắn vào. Thì anh em mình trong này bắn ra, và đúng chính rồi. Cái bắn ra đấy là tự làm lộ mục tiêu. Bắn ra là đúng như điều của địch ấy. Vâng, và nó là đúng như... Tôi nghiên cứu là đúng như điều của địch. Vâng. Ông thế... bắn ra là nó bắn ở nơi cao giã vào cho ông. Vâng, thì sau này anh khắc phục cái tình trạng ấy như thế nào ạ? Tôi khắc phục cái tình trạng ấy là bằng cái cách là... Tôi nói bộ đội là... Các anh không được khi địch nó hô xung phong ấy. Và nó có bắn và nó có nằm nó bắn ít đạn nhọn vào và nó khiêu khích và nó hô xung phong ầm lên đấy, là lúc đấy nó đang chúi đầu xuống dưới bờ đấy. Các anh cứ tưởng tượng là địch nó vào nó tìm một cái bờ nào thật an toàn, nó chúi đầu xuống xong rồi mồm nó ngẩng lên nó hô xung phong để nó tạo ra cho các ông cái áp lực để các ông bắn ra đấy, chứ đừng có mắc mưu nó. Mà chúng tôi sẽ đánh bằng cái cách là lúc ấy không cho bộ đội chỉ tăng cường quan sát thôi, mà tất cả hầm tiêu không ai được bắn cả, và chúng tôi chỉ dùng đạn cầu vồng tôi kích ra thôi đấy. Thì cứ làm như thế thì địch nó biết là nó đã không thực hiện cái ý đồ của nó thì nó phải bỏ buông. Còn nếu ông chỉ huy nào mà không rút được cái kinh nghiệm ấy mà cứ tiếp tục cho lính bắn ra thì cứ mỗi quả DK nó rơi vào, như tôi nói ở đầu của chị, là 3 đồng chí của mình ở hầm tiền tiêu là đi hết đấy. Cái hy sinh nhiều là mắc mưu nó đấy. Cái thứ hai là nó có một cái địch, nó có một cái thế này, thằng này nó đánh du kích rất tốt, chính mình có dạy nó hoặc nó học của Trung Quốc, nhưng mà nó đánh du kích rất tốt, nó bao vây vu hồi đằng sau là cực kỳ nhuần nhuyễn, và nó với một cái kỷ luật là kỷ luật hít ne. Chúng tôi gọi cái kỷ luật của lính biên là kỷ luật phát xít đấy. Nó không có linh hoạt gì cả, mà nó bắt mày đi như thế nào thì thằng lính phải đi đúng như thế, kể cả biết là chết cũng phải đi, vì anh không đi anh quay lại nó cũng diệt anh ấy mà đấy. Mà thậm chí không những diệt anh, nó còn diệt cả gia đình anh nữa. Nó ép như thế để cho cái người lính nó có một cái kỷ luật phát xít, tức là cho nên nó đánh đằng sau mình là cực kỳ nhuần nhuyễn cái chiến dịch bao vây vua đằng sau. Và khi nó đánh vào phía sau ấy là hầu như tư tưởng bộ đội mình nung nai, và nhiều ông sĩ quan chỉ huy là bỏ chốt chạy, bộ đội chạy, ta chạy đấy, mất chốt là nhiều, là hầu hết địch nó vua hồi phía sau. Cho nên là tôi đã kể với chị ở trên cái lần gặp trước ấy, là nếu ông chỉ huy nào không bố trí chắc đằng sau mà cứ nhằm bố trí đằng trước thì dễ bật chốt và dễ mắc mưu nó. Thì cái kinh nghiệm đấy nói thật với chị cũng chẳng qua là chẳng cái sách vở nào nó dạy cả. Mình làm mình nghiên cứu tại sao lại mất chốt, tại sao lại thương vong, cứ ngồi nghĩ như thế, nghĩ cái cách nào để mình đối phó nó. Thì là tại sao mà anh em của C2 và tiểu đoàn 7 sau này tôi lên chỉ huy làm tiểu đoàn trưởng, anh em nó tin tưởng mình là bởi vì mình liên tục nghiên cứu cái cách đánh của địch ở từng giai đoạn, từng chiến trường, từng khu vực, kể cả là chốt thì như thế nào, rồi chốt đồng nước thì đánh làm sao, chốt trên khô thì đánh thế nào, truy quét thì đánh làm sao, là mình đều phải nghiên cứu rất kỹ. Chứ còn không có ông cấp trên nào, ông ở dưới ông chỉ huy mình giúp tôi luôn luôn đi độc lập, cách nếu đi cần quét là cách trung đoàn 30 km thì chị bảo làm sao có ai để chỉ huy mình, chỉ tự mình ở dưới mình phải tìm cách để cho bộ đội mình hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đấy. Thì cái báo cáo chị như vậy. Khi mà anh lên cương vị là lãnh đạo của chỉ huy của tiểu đoàn ấy, thì như anh vừa nói, tức là qua cái giải phóng Đông Bình, rồi tiếp đến thì là những cái đợt truy quét đấy, mà được Lê Hiếu tả rất là sinh động trong cái hồi ký người lính bộ binh, người lính của sư đoàn bộ binh 7 ấy. Nhưng mà cái
cái hồi ký của Đức, của Hiếu thì nó chỉ nói về chủ yếu là cái đại đội 2 của Hiếu. Và ở đây thì lúc này anh đang là cương vị của một chỉ huy tiểu đoàn, thì em cũng muốn anh chia sẻ về cái, với cái cương vị mới của mình ấy thì nó khác với cái đại đội như thế nào, và nếu có thể thì anh chia sẻ một cái trận đánh cụ thể mà theo anh nó là một cái, nó là cái một cái kết quả những cái ưu việt mà do chính anh đúc rút ra và tạo dựng lên một cái thiết kế lên cái trận đánh đấy. Thì báo cáo với chị thế này, tôi thì nói chung cả cuộc đời quân ngũ mà từ chiến sĩ lên tiểu đoàn trưởng ấy, cũng chỉ ở cái tiểu đoàn 7 là nhiều, còn tôi nên làm trưởng ban tác chiến trung đoàn được 1 năm thì công lại điều xuống lại ban làm tiểu đoàn, bởi vì công ấy bảo là nói thì không phải là khoe với các anh chị là tôi hay ho gì, nhưng mà ông trung đoàn trưởng bây giờ ông nói là nếu không có thằng Hồng thì chẳng thằng nào đi độc lập được, cho nên tôi đang là trưởng ban tác chiến trung đoàn, ông lại điều xuống, tiếp tục điều xuống. Ê, mình có cái lòng tin với bộ đội là nói thật với các chị là tôi sử dụng bản đồ địa bàn ở trên trường ca là tương đối nhuần nhuyễn. Chứ nhuần nhuyễn thì mình cũng không phải là tài giỏi gì, mà do mình học, chịu học từ cái lúc mình là chiến sĩ trinh sát, tôi liên tục đi với các cái đồng chí cán bộ tham mưu trung đoàn, thường xuyên ngồi cạnh các ông ấy, cho nên là mình học được, tự học được. Thế thì sau này sang chiến trường ca cũng thế, mà chiến trường ca thì tôi nói với anh, các anh chị là nó có những cái khu vực bản đồ quân sự của Mỹ nó chụp ấy, mà sau này nó giao lại cho ta để cầm quân đi đánh nhau sang từ đấy giáp sang biên giới Thái, nó không có cái bản đồ chi tiết mà nó chỉ có những cái xương thôi đấy. Nó không có cái gì chi tiết như ở ta đây là đường rồi, cứ đường rồi nhà thờ rồi là trường học với bệnh viện nó có, nhưng mà cái bản đồ nó chỉ có xương của bình độ và xương của suối thôi. Cho nên ông càng, những ông chỉ huy mà không giỏi về bản đồ địa bàn là rất dễ dẫn lính đi lạc. Quân đoàn tôi đã có những tiểu đoàn đi lạc mà phải dùng trực thăng đi tìm trực thăng bay trên trời để tìm, báo cáo anh chị này. Thế còn cái kể lại tại sao thì tôi nói chị này, khi mà tôi lên tiểu đoàn nó có một cái khó như này mà tôi cũng đã tiết lộ với Lý Hiếu, nhưng mà Lý Hiếu nó không nói ở trong cái hồi ký. Khi tôi lên các bộ tiểu đoàn thì báo cáo là lên một tiểu đoàn phó cái thì người ta giao quyền tuyển trưởng luôn, nhưng lúc đấy không có ai ở trưởng mà mình là lên quyết định lên tiểu đoàn phó, nhưng là phải là quyền trưởng chỉ huy cả cái mấy cái trận đánh càn quét, nên là một mình độc lập chỉ huy mới cùng cái ông điệp chính trị viên người Hưng Yên đấy, chỉ hai anh em trong một cái bàn duy tiểu đoàn. Thế thì như thế là nó khó cái chỗ này, mình lên thì người ta mới kết nạp đảng lại cho tôi, thì tôi là đảng viên dự bị. Thế mà mấy ông bí thư chi bộ ở bên dưới, đại đội trưởng ở các cái đại đội bộ binh hỏa lực thì nó đều là đảng ủy viên cả. Thế nên là có những cái tay đại đội trưởng ở đây thì chắc tay này nó còn sống, tôi không muốn nêu tên cho hắn ấy buồn, nhưng mà nó ra mặt chống lại mình này, chống lệnh ấy, có nghĩa là mẹ ông ấy là cái thằng đảng viên dự bị, ý như thế, tôi là đảng ủy viên đây. Cho nên có một cái trận hành quân chiến đấu, hắn cho bộ đội dừng lại, không có lệnh của tôi, hắn cho bộ đội dừng lại. Thế tôi nghĩ ngay là tay này nó muốn dở cái lý là nó là đảng ủy viên, thì tôi mới xuống, tôi nói là anh, tôi đang chỉ huy bộ đội hành quân chiến đấu, thế tại sao anh cho bộ đội dừng lại một cách vô kỷ luật như thế? Tôi đình chỉ công tác anh từ giờ phút này, anh xuống là chiến sĩ, mà tôi chịu trách nhiệm về cái quyết định của tôi với đảng ủy trung đoàn. Từ giờ phút này tôi đề nghị đồng chí chính trị viên, tôi điều đồng chí chính trị viên phó đại đội lên quyền chỉ huy đại đội 5 hành quân chiến đấu, đồng chí xuống là chiến sĩ. Còn đồng chí không thích theo đơn vị đó, đồng chí quay về báo cáo trung đoàn. Còn đồng chí là đảng ủy viên ấy, đồng chí ra nghị quyết ấy, tôi đang là người chấp hành cái nghị quyết đấy, nhưng mà tôi đang là tiểu đoàn trưởng để chỉ huy chiến đấu, thì đồng chí cấp dưới phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Thế tôi làm một lần với cái đồng chí ấy như thế, thì lần sau tất cả anh em ở các cải đội khác đấy, không ai dám coi thường mình và không ai dám chấp hành một cách vô kỷ luật nữa. Lúc đấy cái tay Đào mà sau này nó đại tá là đang là chính viên một cái đại đội, trong lúc tôi chỉ huy chiến đấu tiểu đoàn trưởng thì tay Đào nó đang là chính viên đại đội 1, thì nó cũng chứng kiến cái việc ấy, cái việc tôi nói vừa nói với chị ấy. Nên là cái thứ nhất là cái khó khăn là mình là đảng viên dự bị mà lại chỉ huy tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn chiến đấu, nó có cái khó. Cái thứ hai là cái bộ đội cán bộ đại đội trưởng thì hầu như bản đồ địa bàn rất kém, cho nên tôi thu hết bản đồ địa bàn lại, tôi yêu cầu các ông đi theo tôi chỉ đạo chứ không có bản đồ gì cả, vì tôi biết giao cho ông bản đồ là ông sẽ dẫn quân đi nào, các anh cứ đi theo tôi nói các anh đi hướng nào theo máy vô tuyến tôi chỉ huy, anh đi nào anh đi đúng như thế, sai tôi chịu trách nhiệm.
Thế và tôi chỉ huy cả cái tiểu đoàn 7 hành quân trong suốt một quá trình chiến đấu suốt từ Novia mà cho đến sẵn sàng thiết cái dãy Tha Ma Băng và khu vực Âm Đen. Bộ đội của tôi đi đến tất cả các mục tiêu cho trung đoàn quy định và không có ai, không có lần nào mà chúng tôi dẫn quân đi sai cái vị trí chỉ huy, cái vị trí yêu cầu của trên này. Đấy là tôi nói cái thành tích thứ nhất mà lúc tôi nên làm cán bộ tiểu đoàn. Cái thứ hai là có những trận đánh như Lê Hiếu nó viết ấy, thì mà tôi nói lại là có một cái trận, có một cái lần chúng tôi gặp một cái bãi sắn rất lớn. Thế thì tôi bảo bây giờ bộ đội nó đi ra cẳng ra rồi, không bắt được thằng địch nào cả, thì thôi mình cứ phục kích ở đây để mà bắt, hàng ngày bắt địch thôi. Thế mà chúng tôi phục ở cái bãi sắn đấy, chúng tôi bắt được, bây giờ tôi không nhớ được nhiều, bắt được rất nhiều địch và bắn được, diệt được rất nhiều địch và bắt thu được rất nhiều vũ khí. Đấy, bởi vì nó đói, nó cứ đến cái bãi sắn ấy nó đào thì nó đã đến tổ nào chúng tôi diệt tổ đấy và thu khí rồi. Trong một khoảng chừng chúng tôi nằm khoảng gần một tháng, chúng tôi ở cái bãi sắn ấy tôi thu được rất nhiều vũ khí và rất nhiều địch ở cái khu vực đấy. Thế còn có một cái trận đánh mà tôi nói là tôi cũng rất là nhớ, là khi mà mình điều cái tiểu đoàn mình lên thì gặp một cái đơn vị của quân khu 9 mà đơn vị các đồng chí ấy là thất bại, cứ điều quân đi đánh toàn bị nó tiêu diệt thôi. Thế tôi mới đến tôi hỏi đồng chí cán bộ tiểu đoàn, tôi bảo thế tại sao mà cái đơn vị đồng chí hoạt động ở cái khu vực này mà tại sao lại thương vong hy sinh nhiều như thế. Thì đồng chí kể cho tôi nghe cái cách của các đồng chí ấy. Thế tôi bảo thế thì các đồng chí thua là đúng rồi, bởi vì địch nó rất là giỏi về chiến tranh du kích, và khi mà mình tổ chức lực lượng chặt chẽ và đi có đội hình cấp tiểu đoàn thì địch bao giờ nó giãn ra, không giờ nó dám chọc vào mình. Nhưng các ông cứ điều một trung đội một lên, một đại đội độc lập một lên thì nó quặp và diệt hết. Cho nên chúng tôi đi ở cái đội hình chúng tôi là cái đội hình tiểu đoàn 7, tôi rút nghiệm cho nên tôi không, ông trung đoàn ở cách tôi 30 cây cho nên ông nói nào nói ông mặc ông ấy. Nói thì chị đừng có cười, nhưng mà mặc công với tôi bảo mấy ông đại đội, công đừng có nghe ông, mấy ông trung đoàn ông ấy nói mặc công ấy, công phải nghe tôi, đi đâu cũng phải chặt chẽ đội hình chiến đấu cả tiểu đoàn, không được tách một cái đại đội nào, một đơn vị nào ra khỏi cái tầm chỉ huy của tôi. Nếu công tách ra, công đi vượt ra, công đi nạc, nó quặp diệt ngay lập tức. Cho nên tại sao mà cái tiểu đoàn 7 đi càn suốt một cái thời kỳ dài mà chúng tôi không bao giờ rơi vào cái tình trạng để địch nó quặp hay nó diệt một trung đội, một đại đội độc lập nào của chúng tôi. Bởi vì nó tôi như là tôi nhắc lại với chị là nó rất giỏi chiến tranh du kích mà. Khi nó gặp cái lực lượng của Việt Nam đang hành tiến này về là nó đều giãn, thậm chí nó còn giấu vũ khí đi, nó giả vờ làm dân, nhưng ông dừng lại phát là bắt đầu nó móc vũ khí nó đánh ngay. Đấy, và nó thấy cái ông nỏng nẻo về mặt tổ chức đội hình chiến đấu nỏng nẻo nên là nó móc vũ khí nó đánh ngay. Cho nên có một trận tôi vào địch rất đông, mình đánh thế nó chạy giạt vào cái phùm ấy vào, chả có thằng địch đâu cả, tất cả nó đều mặc áo đen và không có vũ khí. Thế tôi gọi đồng chí viên, tôi bảo địch đấy, toàn bộ bọn này là địch hết, không có thằng nào mà là dân đâu. Cho nên bây giờ thế này, cho phiên dịch trên đây, tôi lọc ra 60 thằng to khỏe đứng ra một bên, và sau tôi nói với phiên dịch là anh phiên dịch đi, vũ khí để đâu, và chúng mày khai ra có vũ khí và nhận lần lính con bốt thì chúng ta tha cho hết, cho trở về với gia đình, chúng ta thu chỉ thu vũ khí lại và tuyên truyền cho gia đình. Còn nếu thằng nào không khai và không móc vũ khí lên là chúng ta bắt mang về phía sau để giao cho cấp trên. Thì đe dọa là như thế, là cuối cùng khai hết, là vũ khí chúng tôi giấu ở gốc cây nào rồi, là thế là bộ đội Việt Nam mình cho thu hết vũ khí lại và mình cũng khoan hồng cho nó ở lại với dân. Thế tôi nói ví dụ như thế, nếu anh không tinh vi, anh không nghĩ đến cái phương án đấy, đêm hôm đấy có khi ông chốt ở đấy là nó lại móc vũ khí đêm nó chơi công luôn. Đấy. Bởi vì chị biết là 23 sư đoàn nó có mấy triệu dân, mà nó thành lập 23 sư đoàn thì nó làm gì có dân. Có cái thằng 15, 16 tuổi đã bắt vào lính rồi thì làm gì có ông thanh niên to khỏe thế này mà lại là người dân được. Đấy. Cho nên là có những cái trận đánh mà mình linh hoạt mình đánh thôi, và mình linh hoạt mình xử lý ở tại mặt trận thôi. Chứ còn thực ra có cái ông cấp trên nào ông đến đây ông biết đâu. Ông chỉ biết mình chỉ huy, ông vẽ cái mũi tên ở trên bản đồ đấy, ông bảo anh đến đây chưa thôi, anh đi thế nào thôi. Ngoài ra là hết cái sự chỉ huy của trên, không có gì cả. Cho nên là nếu mà đi độc lập và anh không, người chỉ huy không bản lĩnh, không tinh ý và không hiểu địch một phần và hiểu kỹ cái bộ đội của mình, hiểu kỹ cái sĩ quan cấp dưới của mình thì dễ làm mồi cho nó, dễ làm mồi cho nó. Thế còn có một cái trận
là mà nếu mà nói là một kỳ lưu niệm thì cũng đúng. Tôi thu được một cái bãi nó để vũ khí đấy, tức là một cái bãi khá nhiều đạn, các loại đạn dược nó phủ bạt đấy. Thế là tôi mới nghĩ ra cái cách, tôi bảo nếu bây giờ mà cách lúc bây giờ chúng ta cách trung đoàn là 30 cây mà địa hình hiểm trở, thế tôi ngồi tôi mới nghĩ nếu bây giờ mình báo về trên thì lập tức nó bắt mình là biến cái tiểu đoàn 7 là thành cái tiểu đoàn vận tải ngay lập tức. Chứ bây giờ nó làm gì có lực lượng đâu mà nó điều vào đây nó vác đạn à.